người thôi. Đứng cạnh là thêm mùi thơm. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ui nhiều lắm, không đếm được quả. Không đếm được hết quả. Đây hình như có ghép vào thì phải. Có cái vết gì đây? Có ghép thêm quả vào đấy. Có ghép thêm quả vào thì phải. Đúng rồi. Có vết ghép rồi. Chứ làm sao mà nuôi được nhiều quả như này. Có quả nó của nó đây. Đây đây. Quả này ghép. Có quả ghép quả đấy. Đúng rồi. Đấy. Em bảo sao cây bưởi thì mà nhiều quả rồi. Kinh khủng. Có trăm tốt đến mấy thì không thể nào mà. Chả biết trên này họ bán bao tiền cây. Bao nhiêu tiền? Chả biết, chắc phải mấy chục triệu. Đây cây này mà nhiều quả hơn. Dã man. Cây này đến trăm quả ấy cả. Đếm hoa cả mắt. Đấy, như đèn lồng. Như đèn lồng. Thơm. Đấy, có vết ghép. Cái đó phải ghép cách đây mấy tháng rồi. Có mà. Tất nhiên có, sẽ có những cái quả của nó. Ví dụ cây này, quả này là quả của nó. Không có vết. Đấy. Mấy quả này là quả của nó. Đấy, không có vết ghép. Con quả này là ghép. Ngoài ghép. Ghép cân đối. Đây, quả này ghép. Có vết. Đang ăn đây. Vào nhau này. Kỹ thuật bây giờ, tài tình. Chỗ nào mà trống. Mua bưởi xanh này. Chỗ nào mà trống là nó ghép à. Tức là cái cây bưởi lúc nó quả nó đang non non đó. Là người ta cắt, người ta ghép vào đây. Thì bây giờ nó vừa sống được quả mà lại vừa ăn. Chứ cái ghép mà lúc chín thì ghép làm sao được. Nó thứ nhất là nó sẽ không kịp để bo cái sẹo này. Thứ hai là nó cái quả nó sử dụng ngay. Đấy, nếu như mà ghép lúc chín thì cái cành này kinh điển. Toàn bộ cành này là 3 quả ghép và 2 quả của nó. Đẹp chưa? Dù sao ghép hay là thật của nó thì cũng rất là kỳ công, rất là đẹp rồi. Mình chơi thôi mà gì có ăn đâu mà lo. Đấy. Đúng rồi. Chứ là nuôi làm sao được trên chậu mà lại nhiều quả đến như thế. Đấy, cây này quả nhỏ nhỏ, rất là vàng, rất là thơm. Quả này chín rất vàng, màu rất tươi. Đấy, toàn cảnh cái khung cảnh ở chỗ ngã tư Nguyễn Hoàng Tôn với lại Lạc Long Quân ấy. Còn phía này là phía Hồ Tây. Cái chỗ này nó rất là rộng cho nên là bày trí cây cối và buôn bán nó rất là thuận lợi. Dọc cả cái tuyến đường Lạc Long Quân luôn. Nhưng mà chỗ này nó có cái chỗ như là cái rốn ấy. Thì có thể bày cây dễ dàng hơn. Chỗ này thì quất nó có vẻ xấu hơn chút. Đấy. Ok, cảm ơn các bác. Bây giờ chủ yếu là người ta đi chơi và đi khảo giá, check in nhé. Một số cơ quan người ta sẽ mua trước. Còn đâu là nếu mà người hộ dân ý, thì nếu mà mua sớm thì chắc là người ta sẽ ra bãi. Còn không thì chủ yếu đi chơi. Nếu hợp lý thì người ta mua thôi. Còn chủ yếu là đi khảo giá. Thì cũng còn một thời gian nữa mới đến Tết. Hy vọng là sẽ có một vài lần trở lại và làm một số cái phóng sự để các bác xem và hưởng cái không khí trước Tết các bác nhé. Ok, xin chúc các bác một tuần mới vui vẻ. Cảm ơn các bác đã theo dõi. Đấy, cụ và hai bố con đang kết cái cây kia, cái đầu bích kia. 2,7 triệu. Giá đang muốn giá cuối cùng. Chủ đang muốn bán là 2,7 triệu. Cây rất là to. Nếu mà trên kia thì hơn 2 mét, còn dưới này khoảng 2 mét. Cái này đẹp ấy, mập đẹp. Giá rất hợp lý. Bạn lại được chơi sớm. Thân cốt rất già, rất khỏe.
không có cành nào bị mốc bị cháy. Cây này được ạ. Thân tay cành rất cân đối, thân mập. Cây sớm. Không biết gì 100. Con nói thật luôn.